Chào mừng các bạn đến với tỉnh Quảng Bình, nơi được mệnh danh là Vương quốc các hang động của Việt Nam. Trong đó, hang Sơn Đòn được xem là hang động lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Quảng Bình cũng có một số bãi biển khá là đẹp. Quảng Bình giáp với Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Họ nói tiếng nói miền Trung. Và sau đây là một cuộc nói chuyện giữa mình, người Sài Gòn, và một cô gái đến từ tỉnh Quảng Bình. Anh chưa thử hết, nhưng mà hôm bữa đó là buổi chiều ngắm góc đi từ xuống sân bay tới sân đất xong thủ tục là 3 giờ. 3 giờ xong rồi đến tối đi chơi đến tầm 10 giờ đến rồi vẫn chưa thử hết. Sài Gòn, tại vì Sài Gòn là... Nhưng tất cả các miền đến Sài Gòn cho nên là ẩm thực Sài Gòn tôi rất là đa dạng. Dạ. Nhưng mà thực ra nếu mà Sài Gòn thường là thường họ nói tới cơm tấm mà. À. Cơm tấm, hủ tiếu. Thường là chị đi ở từ Sài Gòn vô tới miền Nam này, đồng bằng sông Cửu Long, chị nghe cơm tấm, hủ tiếu. Hoặc là nó có một số món từ miền Tây này đưa lên, chẳng hạn như là bún cá, bún nước lèo. Dạ. Bánh xèo, bánh khọt thì... Bánh khọt ăn rồi, có vẻ em về nó chờ Bến Thành á, bán bánh khọt buổi đêm rồi. Dạ. Đúng ngon. Bánh căn thì em nghĩ là... Bánh căn là bánh gì ạ? Ồ, vậy là bên Quảng Bình mình không có à? Bánh căn thì cũng nó cũng giống như bánh khọt thôi. Nhưng mà làm chủ yếu từ bột gạo. Và nó cũng sử dụng cái khuôn để mà nó nướng lên ấy. Thường thì bánh căn ở trong miền Nam này là thường có mỡ hành, có trứng. Ăn chung với lại nước mắm. Với rau cũng hơi giống bánh xèo à, có thể có chút xíu tôm sắc à, nếu mà ở vào Vũng Tàu thì thường họ có nguyên con tôm họ đặt lên cái bánh căn đó rồi à, ở xa chút xíu ra Mũi Né ra Nha Trang thì họ có bánh căn mực, bánh căn hải sản, tức là họ mực hải sản lên thì nhìn chung nó cũng giống như bánh khọt vậy đó, hơi giống bánh khọt. Không ai em còn món đó. Dạ, bánh nhưng mà bánh căn thì cái to hơn. Mùa này ở ngoài Quảng Bình như thế nào chị? Nóng. Nóng là bắt đầu nóng nhưng không có, còn mưa giông, mưa vào. Lần đầu tiên có đến khách trong Quảng Bình không? Có đi 2 lần trước đến Quảng Bình. Yeah. Thích đồng Phong Nha rồi cảnh quan rất là đẹp. Bữa trước ngoài đồng Phật Thiệu cũng được lắm. Lâu anh đi lâu rồi đúng không? Lâu rồi, đi cái lúc mà chưa có khám phá là cái động Sơn Đòn hả? Dạ, chưa có khám phá ra Sơn Đòn, tức là lúc đó ngành du lịch chưa có nghĩ tới Sơn Đòn như khám phá ra Sơn Đòn. Thì đi lúc nào đi mới đi được cái động Phong Nha thôi. Dạ. Bên ngoài đó là có nhiều đồng mà nhiều túi, nhưng ngoài đó là bây giờ mình có nhiều loại hình đó. Đồng Phong Nha là cũ rồi nhá. Dạ. Có đồng Thiên Đường này, hang hệ thống, tức là hang Tú Lan, hệ thống hang Tú Lan của nó. Dạ. Túi của nó là ngoài nó chỗ Sơn Lít ạ, chỗ công ty Sơn Lít, công ty Sơn Hà, công ty Sơn Đòn á. Dạ. Rồi là ngoài đó nó có nhiều cái loại hình sinh thái du lịch hôm tây kiểu sinh thái ở với người dân nó cũng được lắm. Anh thấy bây giờ ngoài đó khách tới cũng đông lắm á. Cái khu phố em ở nơi Đồng Hới á, bây giờ đa phần toàn khách tới đó. Yeah. Mình thuê ở đó xong mọi người đã xong một ngày là họ lên Phong Nha họ khám phá đến đâu cũng hay lắm. Thực ra Quảng Bình phải nói là một trong điểm đến mới của Việt Nam là bởi vì nhờ động Sơn Đòn. Nhưng tính đề là tại cái chi phí vào đi tham quan đó thì giá nó hơi cao. Ừ. Nó hơi khó, ngay cả Việt Nam mình cũng rất là khó đi. Tại Quảng Bình đẹp. Giữ đồng khó nè. À, đúng rồi. Tức là báo. Một người đi nhưng mà kèm cho nó là cầm một cái đội ngủ đi kèm. Trừ những cái đồng Phong Nha đồng chứ đưa giá nó rẻ là bởi vì mình có thể đi một mình. Không có sao cả. Nhưng mà những cái như hang Tú Lan tới những hoặc là những hang Sơn Đòn hoặc Tú Lan chẳng hạn hoặc hang ế thì nó buộc phải có cái đội ngũ porter, tức là mình khám phá thám hiểm ấy thì cần phải có đội ngũ porter này, có bác sĩ này, có đủ thứ, tức là những người để ra phục vụ mình, cho nên nuôi cái đợt cái họ chứ nó người còn tốn điện chính xác nhưng buộc nó phải lên giá. Đúng. Dạ. Em cũng hiểu được vấn đề đó. Dạ. À, giá nó cũng khoảng vài ngàn đô á. Nhưng mà biển đó, Quảng Bình em nhớ là biển Nhật Lệ đúng không ạ? Dạ, biển Nhật Lệ, biển Bảo Ninh, rồi biển Quảng Đông. Ngoài là bây giờ có mùa này, mùa giáp này, rồi là ngoài có lòng Bích Hòa này. Dạ. Cũng nhiều chỗ điểm đến ngoài đó đó. Dạ. Nhưng mà Quảng Bình thì nói dài cho nên là có thời gian đi một tí. Chứ đi trong ngày thì cũng hơi vất vả đi, đúng rồi. Không khám phá hết được. Phải vài ngày. Lần trước em đi là từ Huế ra Quảng Bình là chỉ đi tham quan động Phong Nha thôi rồi đi về. Tức là đó điểm tâm khoảng 2009, được là 2009 trở về trước. Không ngờ chắc là anh mới đi làm hay về anh lúc đó là mới vừa đi làm thôi. Đó, em đoán vì anh còn trẻ lắm. Đúng rồi, dạ.
bao giờ có dịp với là Quảng Bình thế nào, Quảng Bình bây giờ khá nhiều lắm. Yeah. Tức là nhà cửa thì nó vẫn thế thôi, tức là nó không thay đổi mà cái trường hợp tân mấy, nhưng mà những cái về những người chết thì họ làm chuyên nghiệp hơn và nó có vẻ như là được như là cũng hẳn là chuyên nghiệp hơn. Quảng Bình nói về du lịch, Quảng Bình cũng bắt đầu mới bắt đầu làm thì họ cũng phải bài bản bằng nhiều nơi khác, nhưng mà có nhiều điểm đến được họ đưa vào quy hoạch cái tour tuyến mới ấy. Ta thấy không? Không được, con đã lấy ra rồi các bạn hết. Ai vậy hả? Lấy ra sẵn vừa hết đi, mà em biết không? Thôi đừng, đang ăn không mở mồm được, xấu quá. Bây giờ có dịp mới ở Quảng Bình hay lắm, em thấy nó nhiều điểm, nó tour mở nhiều tour. Từ đó mình có thể những khu du lịch mới họ xây dựng á, rồi nó khoáng nóng nè. Suối khoáng lạnh này, suối bùn này, nhiều cái. Ồ, có suối khoáng lạnh, suối khoáng nóng thì suối khoáng nóng, suối khoáng lạnh. Dạ, suối khoáng lạnh, suối bùn nữa. Suối bùn, là trong hang đúng không ạ? Dạ, tắm bùn trong trang hang tối, ở đó mình có thể đu, khách là còn có thể đu dây zip line, tức là đu giữa sông, hoặc đu dây giữa sông, hoặc chèo thuyền kayak, hoặc nhiều cái nữa, nói chung nhiều. Nó nếu nhiều điểm lắm, nói chung anh lên cái bể trong quẹo của du lịch Quảng Bình, du lịch Quảng Bình hoặc là của nhiều trang Oxalis. Nếu mà cần liên quan đến người tôi đâu khuyên của họ như ở Tú Lam hoặc là ấy thì không non thì là Oxalis, thằng ẻ nữa cũng không ẻ đồng kỳ vị lắm. Về con có tắm được không? Con qua bên chỗ chị Nhung mình nhìn nắng qua bên nắng được xét về điều kiện tự nhiên du lịch là tốt, quá tốt. Dạ. Quảng Bình hội tụ được nhiều yếu tố. Nhưng mà vì khai thác chưa được chuyên nghiệp như những nơi khác ấy. Dạ. Em còn cảm giác là mình chưa khai thác tiềm năng. Thực ra thì không chỉ Quảng Bình đâu chị, em nghĩ là cả cái nước Việt Nam này điều kiện tự nhiên, điều kiện du lịch rất ư là tốt, nhưng vấn đề mình không khai thác được và mình không biết cách làm. Mà hơn là một phần nữa em nghĩ là do cái vấn đề chính quyền, tức là cái chính quyền nó phải có cái nhìn cởi mở với và tạo điều kiện, tức là ở đây nhiều khi mà em có cảm giác du lịch nó làm độc thân, một mình nó làm ấy. Đúng rồi, và thậm chí là ngành du lịch của mình là tức là mang tính chất tự phát á. Đúng rồi. Tức là thực ra là từ sở tới bộ thì cái sự đầu tư là không có cái quy hoạch tổng thể đồng bộ và cảm cái nhìn bộ. Một cái nhìn tâm nhìn về tương lai của cảm giác như vậy á. Mặc dù du lịch nó nuôi sống, đấy tức là nó nuôi, em có cảm cái nguồn thu du lịch nó nuôi sống rất lớn. Phải nói lần hai cũng gọi là một nửa rồi, em nghĩ là phải một nửa cho vào các ngành khác mang lại. Yeah. Nhưng mà các ngành khác nhất cái sự phù hợp với du lịch nó đang còn hạn chế lắm ấy. Đúng rồi. Yeah. Tức là giống như du lịch hòn buộc phải kiểu từ bỏ ấy, kiểu rồi chứ là nó khách đến sao lại như vậy tự phát đó. Làm gì làm thôi, nhưng mà trong khi đó rõ ràng được an toàn cho khách là ngọt đó, hỏi được an ninh nè. Yeah. Công an đâu là phải có là đúng nè. Yeah. Rồi y tế nè, văn hóa nè, rồi các ngành khác. Dạ. Nó em nghĩ là nó phải có sự phối hợp với các ngành, nhưng cũng như cảm giác là nó giống như du lịch từ mới kiểu đấy. Đúng rồi. Như là tự nhiên, cứ thế để tự nhiên. Cho nên thực ra là họ không có một cái nghệ thuật sắp xếp và để đưa nó lên một cái tầm cao hơn chút xíu. Tuy mình không nói là mình tác động vào tự nhiên, nhưng mà nói là những cái điều kiện như cơ sở vật chất, hạ tầng, điểm ăn uống, rồi nghệ thuật, rồi cuộc sống về đêm thì không có sự đầu tư. Đúng rồi. Mình chỉ cần nhìn qua bên Campuchia chút xíu, nhìn Thái Lan chút xíu, ta thấy là Việt Nam bị tụt hậu là mấy chục năm ấy. Đúng rồi. Tại vì em nghĩ mà cả đó em nghĩ từ người dân nhiều đó cái vấn đề tâm nhìn của chính quyền họ còn bần qua những cái vấn đề ở đâu những cái thiết thực liên quan. Mà trong đó em có mình đã từng có lần du lịch chết từ 2016 sau cái vụ Formosa. Du lịch của mình chết mất một năm rưỡi. Formosa là đó. Sau đó du lịch của mình chết mất 1 năm rưỡi. Em tưởng tượng là GDP năm đó là sụt giảm nghiêm trọng, sụt mất một gần 1.000 tỷ. Bình thường như 1.000 tỷ đó bây giờ sao sụt mất 1.000 tỷ, riêng du lịch tôi là sụt mất 1.000 tỷ. Mà mấy đến 2017-18 là bắt đầu phục hồi lại á, bắt đầu phục hồi lại, bây giờ thì bắt đầu 2018 bắt đầu đông rồi. Thì sau đó là bắt đầu em nghĩ là lúc đó họ mới thấy được cái tầm quan trọng của du lịch ấy. Dịch vụ chết này, lưu trú chết này, dịch vụ lữ hành chết này, kéo hết tất cả, kéo tất cả luôn. Bởi vì là những cái thậm chí người bốn bạn nhỏ ngoài chờ học cũng chết, bởi vì khách du lịch họ mua đồ lưu niệm không ấy chứ cả thì họ cũng chết. Dạ. Đó, ôi mà rất nhiều cái mà mỗi những cái qua nhớ đồ khô của mình như đồ thủy sản hải sản nó không bán được thì nó sẽ dần đến cái ngành ngư nghiệp của họ chết tiếp. Anh thấy không, rất nhiều cái, nhưng mà đó là mình người ngoài mình thấy vậy chứ con ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Dạ. Mà có cách đây là khá hẳn luôn ấy. Thế là tàu loại nó mở ra bắt đầu sống nó cao hơn nhiều chứ. Dạ.
Em nghĩ là bất kể khách du lịch họ tiêu tiền nhiều tiền hay ít tiền đi chăng nữa thì giống như là họ cũng họ đem cái nguồn thu để cho mình. Bất kể thế nào cho trong đó là khi họ trả tiền mọi người họ là có thuế VAT trong đó luôn. Bất kể cái gì là nhà nước mình vẫn có tiền thôi. Mà còn cái thái độ là làm việc của người dân nữa, nhưng khi em có cảm giác họ vẫn chặt chém rồi ấy. Vấn đề mấu chốt hết thì kiểu như họ đến một lần không để lại lần hai là mình thấy cũng rất là ái náy rồi. Cái đó là đúng rồi. Ờ, em xin phép chị nha, tại bây giờ em chuẩn bị đi. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, rồi, chị tên gì ạ? Em tên Trang ạ. Dạ, em tên Tùng, cảm ơn chị. Tùng á, dạ. Dạ, dạ. Anh ở công ty xin việc hả? Dạ, xin cà phê. Dạ, xin cà phê à, rồi, dạ, ok dạ, anh. Dạ, cảm ơn anh.